Chị ơi, bây giờ em mới mua cái bộ này gắn vòng này về chị thì em học sao chị ha? Cái bộ này này, khi các mẹ mua về nhá, thì đầu tiên các mẹ sẽ vở ra, bởi vì trong này mình sẽ có một cái bản hướng dẫn về sơ khai để các mẹ hiểu thế nào là từ có một âm tiết rồi. Trong tiếng Anh thường thường nó sẽ có hai thành phần để tạo nên một từ tiếng Anh, gồm có nguyên âm và phụ âm. Cái nguyên âm này nó quyết định xem là từ đấy sẽ có bao nhiêu âm tiết. Mỗi nguyên âm là một âm tiết của từ, tức là cái từ đấy nó chứa đây, ví dụ như từ cat có một chữ a thôi, tức là từ có một âm tiết. Rồi. Đây có o và e, từ này từ có hai âm tiết, từ này e a, tức là có ba nguyên âm trong này, nó là từ có ba âm tiết. Bởi vì tất cả quy tắc của mình ban đầu nó sẽ dựa vào từ một âm tiết, từ hai âm tiết và từ ba âm tiết, nó phải phân biệt được âm tiết của từ đã. Thì đây, đối với phụ âm cũng vậy. Đối với phụ âm cũng đây, đây là cái bản này là mình sẽ có khái niệm đầu tiên về nguyên âm và phụ âm. Phụ âm thì đối với những phụ âm như này là trong tiếng Anh khi viết phiên âm xuống nó không hề thay đổi. Sẽ viết như thế xuống. Đây là phụ âm là không hề thay đổi, luôn luôn giữ nguyên. Phụ âm luôn luôn thay đổi, có nghĩa mặt chữ viết thì như thế này. Rồi. Nhưng trong mặt phiên âm thì nó sẽ là như thế này. Nghĩa là mình viết như vậy nhưng mà mình đọc khác. Đúng rồi, phiên âm và mặt chữ viết và mặt cái mặt chữ để mình đọc nó hoàn toàn là khác nhau. Thì mình dựa vào quy tắc đấy để mình biết. Cái này nó thay đổi nhưng không hề có quy tắc. Cứ miễn là trong mặt chữ viết là chữ này thì xuống ra mặt phiên âm thì nó là như này. Không phải dựa vào quy tắc. Nhưng đây, bắt đầu nhá. Đến thay đổi có quy tắc. Đối với chữ cờ, mặt chữ viết là chữ cờ, nhưng riêng mặt phiên âm để đọc không bao giờ có hình chữ cờ cả. Một là chữ K, hai là S. Trong trường hợp nó là đứng trước cờ, đứng trước E, I, I, thì cờ sẽ chuyển thành S. Còn không thì nó sẽ đọc là K. Còn trường hợp đặc biệt này là đứng trước cái đuôi sừng rồi, thì lúc đấy mình học về hậu tố. Khi mà mình thường thường trong tiếng Anh thì mình sẽ cho con học các từ gốc đã, còn có tiền tố và hậu tố nó tạo thành một cái từ dài, lúc đấy con sẽ rất là dễ học.